101 câu chuyện. Tôi xin chào các em và hôm nay chị và các em sẽ cùng nhau vui quyển sổ ticker mới toanh này ra luôn nha. Bây giờ chị sẽ tháo nó ra khỏi cái hộp này. Wow, cái hình này quyển sổ nó dễ thương lắm luôn nha. Vậy chắc chắn là những ticker ở bên trong rất là xịn luôn nè, và nó có để theo màu cho chúng ta nè. Đó, chúng ta rất là đơn giản, ví dụ như màu hồng á thì mình dở lên thì trong đây á có rất là nhiều những cái ticker màu hồng, những cái cô gái mặc quần áo màu hồng. Nếu chúng ta thích màu vàng thì chúng ta cứ rồi, rất là đơn giản và cũng rất là dễ thương luôn. Bây giờ mình sẽ đến với những cái ticker nào trước đi ta. Bây giờ mình sẽ trang trí sổ bằng những cái em ticker cute này nha. Thì mình vẽ thôi, mình sẽ vẽ một cái hình nơi đi. Và cuối cùng thì mình đã ra được một hộp quà. Bây giờ mình sẽ tô màu vô để xem là có cái ticker nào dễ thương ha. Cái nhành hoa màu vàng này đi. Chị sẽ dùng những hoa màu vàng này để chị dán một góc bên hông hộp quà. Sau đó thì mình cũng có thể là thêm một cái mặt trời nè. Mặt trời ở trong cái góc này. Nếu các em thích thì các em có thể thêm hình cô gái hoặc là một chú gấu bông vô trong cái hộp quà xinh xắn này. Thì chị sẽ dùng cô gái nha, hình cô gái mặc chiếc váy màu vàng này. Đây, chị sẽ cho cô ấy đứng ở góc nào ta, góc này nhỉ, hay là ở đây, đứng ở trên đây đi chứ, giữa hộp quà. Ta-da, xong rồi đó, thấy chưa, rất là xinh xắn luôn đúng không. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục nè, sử dụng cây thước đi. Khi mà mình vẽ cây thước thì nó sẽ thẳng hơn và đẹp hơn nhỉ. Xong rồi đó, và chúng ta lại tiếp tục vẽ những cái hộp quà nha. Rồi, bây giờ là tới cái em ticker nha. Giờ mình sẽ chọn ticker màu hồng đi. Đây, sẽ tới cái trang màu hồng này. Thì có một cái cô gái đeo tóc nơ nè. Đang uống trà sữa rất là ngon luôn. Tên tên, mình sẽ dán vào bên cái góc này. Đó, rất là cute luôn nha. Hoặc là mình có thể dán thêm cũng được nữa. Miễn sao mà chúng ta thấy đẹp là được, chứ không cần biết là dán ít hay dán nhiều. Đó, mình đã được 2 ô rồi. Bây giờ mình lại tiếp tục trang trí thêm vân vân và vân vân. Rồi, và đừng quên cái bộ ticker siêu cute này của chúng ta nha. Giờ chị sẽ chọn cô gái tóc ngắn màu hồng dễ thương này đi. Đứng ở giữa cái vòng tròn này luôn nha. Xong rồi, khá là xinh luôn đúng không? Dễ thương chưa? Bây giờ mình trang trí tiếp cái gì nữa đây. Chúng ta sẽ vẽ giống như vẽ một cái dây điện vậy đó. Sau đó là chúng ta sẽ vẽ những cái hình tròn lên đủ màu luôn nha. Ta-da. Rồi bây giờ mình trang trí như thế nào đối với những cái hình tròn ở trên đây. Chị sẽ dùng những cái con gấu màu xanh lá này nha. Rồi xém xíu nữa là chị dán ngược. Dán lên trên tờ giấy thì nó rất là nổi luôn. Ê, sao nó mở luôn vậy nè. Chị quên để ý cái màn hình luôn, không chắc là các em không thấy được. Các em rất là bực bội luôn đúng không. Thì chị đã dán xong các em gấu xanh lên trên cái sợi dây này rồi nha. Còn bây giờ mình lại tiếp tục cái phần trang trí nha. Để xem bây giờ mình sẽ trang trí như thế nào. Mình ghi một hàng chữ đi. Chữ thì mình cũng phải ghi làm sao mà cho nó cảm giác như là nó hơi đặc biệt một chút xíu á. Nét, nét coi chúng ta nếu có thể thì chúng ta có thể dễ nét mỏng nhé. Nét đậm. Tiếp tục là những cái lá. Như là một kiểu trang trí chữ cho nó xinh. Ta-da. Như thế là cái chữ của chúng ta tự nhiên hả là nó sẽ đặc biệt hơn nha. Đẹp chưa? Chúng ta chỉ cần thêm một nhánh lá khá là đơn giản. Là như thế là chúng ta đã có được một cái kiểu trang trí siêu 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 cute luôn rồi. Rồi chúng ta cũng có thể dán thêm sticker chẳng hạn. Ở cuối cái ấy thì mình sẽ
rồi, chỉ cần nghe ba nhắc like thôi mà tự nhiên nó khác hẳn luôn đúng không? Rồi, ở phía bên đây thì chị sẽ vẽ một chú ếch. Wow wow wow. Nhìn có giống con ếch không mấy em? Thì là cái đầu ếch thôi. Sao mà cái miệng cũng rất là dễ thương mà, đâu có xấu đâu đúng không? Ếch thì mình tô màu xanh vô là mình đã thành một chú ếch rồi. Đó, như thế là mình lại thêm một cái kiểu trang trí rồi. Bây giờ mình sẽ thêm màu xanh lá luôn nha. Sau một hồi thì cũng đã gỡ ra được rồi. Em gấu kế bên em ếch luôn nha. Đó, thấy chưa? Khá là xinh. Xong rồi mình vẽ thêm một cái chậu hoa hay là một cái gì đó chẳng hạn. Ở góc bên đây thì chị vẽ thêm một cái chậu hoa nè. Trời ơi, tặng cho các em thật là nhiều mẫu trang trí sổ luôn á. Các em thích cái nào thì cứ vẽ ngay giống chị cái đó. Và mình chọn thêm một cái sticker hình cô gái đang đứng kế cái chậu hoa nha. Đó. Xong, rất là xinh luôn. Sticker này mình có thể trang trí được nhiều kiểu lắm luôn nha các em. Rồi đó. Rồi mình thêm một vài hình ở bên giữa nữa chẳng hạn. Một cô gái đang đội nón sắp ly nè. Và thế là đã xong rồi nè. Đây là phần trang trí chơi sticker của chị nha. Các em nếu mà muốn mua quyển sổ sticker này thì hãy liên hệ ngay với shop FGB nha các em. Còn video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Các em có thích kiểu trang trí này thì hãy nhớ comment cho chị biết nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau.